Thưa quý vị, thời gian qua, tuy công tác đào tạo nghề tại Đà Nẵng bước đầu được đổi mới, nhưng việc thu hút tuyển dụng lao động có trình độ tay nghề cao của các doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn. Việc thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo gắn với giải quyết việc làm, vì vậy là yêu cầu hết sức cấp thiết. Hiện nay trên địa bàn thành phố đang có nhiều chương trình giãn động lực trọng điểm được khởi động, nhất là việc hình thành nhiều nhà máy, công trình, khu dịch vụ du lịch để đáp ứng được nguồn nhân lực, nhất là lao động có trình độ kỹ thuật cao phục vụ cho các giãn. Công tác đào tạo phải đi trước một bước, nếu không sẽ xảy ra tình trạng thừa lao động phổ thông, song lại thiếu nhân lực có trình độ cao cho những ngành nghề trong định hướng phát triển. Thì cái đầu ra của trường là đầu vào của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp rất cái chú trọng về cái chất lượng đào tạo cũng như là cái định hướng nghề nghiệp cho các bạn sau này. Tuy nhiên một số cái kỹ năng mà các bạn còn đang thiếu khi mà tới doanh nghiệp để làm việc, đấy là về kỹ năng ngoại ngữ và cái kỹ năng mà làm việc đội nhóm các bạn thì cái đấy còn đang yếu. Nhưng mà cái đấy thì đối với những doanh nghiệp thì khi các bạn mà vào đến doanh nghiệp thì tiếp thu được cái văn hóa của doanh nghiệp thì dần dần thì cũng đã bổ sung được những cái lỗ hổng đây của đối với các bạn. Trên thực tế, khoảng cách giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố và nhu cầu của thị trường lao động thời gian qua đã phần nào được rút ngắn. Nhiều cơ sở đào tạo nghề đã bắt kịp được xu thế sử dụng lao động của doanh nghiệp bằng việc tăng cường các mối liên kết với doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có được nguồn nhân lực chất lượng cao lại là một câu chuyện dài, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp từ việc nâng cao chất lượng nguồn tuyển, đổi mới chương trình đào tạo, nâng chuẩn đầu ra. Hiện nay thì trường đã liên kết đến 150 doanh nghiệp thì ở liên kết về xây dựng chương trình đào tạo, cùng đào tạo và cùng nhau đánh giá và tuyển dụng. Thì thấy rằng là trong hơn 10 năm qua, cái việc liên kết này thì nó chưa đạt ở nhiều cái khía cạnh, bởi vì doanh nghiệp cũng còn có những cái phàn nàn về chất lượng đào tạo đối với lại các em chưa có nguồn nhân lực chất lượng cao. Thì trong năm này, chúng tôi đã tổ chức các cái lớp đào tạo chất lượng cao thì gắn chặt chẽ với doanh nghiệp và đặc biệt là chuyển giao các cái chương trình từ Đức, Nhật và Úc để mà đào tạo. Trong chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được ban hành, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, chất lượng đào tạo của một số trường tiếp cận trình độ quốc gia, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 61%. Đến năm 2045, Đà Nẵng trở thành địa phương phát triển về giáo dục nghề nghiệp trong khu vực ASEAN. Để làm được điều này, đòi hỏi sự nỗ lực đổi mới từ các cơ sở đào tạo nghề. Trước mắt là để giải quyết nút thắt nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là trong lĩnh vực sản xuất.